Website Đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi gửi đến nhà đầu tư tiếp ngày hôm nay video giao dịch ở trên thị trường. Đây là video tài khoản của bên trung tâm đào tạo Forex thì cũng như mọi khi thôi. Thì hôm nay Noel thì tôi đang ở thành phố Đà Nẵng, thì đang cùng với cả anh em học viên ở ngoài Đà Nẵng thì ngồi giao dịch với cả nhau. Thì cũng cảm ơn anh em Đà Nẵng tin tưởng đã đi nhà theo học và đồng hành cùng với cả tôi trên thị trường. Và mà nhà đầu tư thấy rõ nhỉ, các giá trị chúng tôi gửi đến nhà đầu tư toàn bộ là các giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường. Chúng tôi mong muốn rằng các cái tài khoản, các cái lệnh chúng tôi giao dịch ở trên thị trường, nhà đầu tư theo dõi và có thể nhìn nhận và đánh giá được cho thật kỹ lý do tại sao mà chúng tôi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Chúng tôi lại dám gửi đến nhà đầu tư những live stream trực tiếp và nhà chúng tôi chứng minh cho nhà đầu tư xuyên suốt ở trên thị trường để nhà đầu tư nhìn nhận và có thể xem xét được và để nhà hỏi tự hỏi được tại sao bản thân chúng tôi giao dịch lại kiếm được ra lợi nhuận trên thị trường giao dịch Forex này. Và bản thân các bạn phải hiểu rằng giữa nói được và làm được là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau ở trên thị trường. Chính vì vậy chúng tôi chỉ có mỗi một giá trị duy nhất để gửi đến nhà đầu tư, đó là những tài khoản chúng tôi giao dịch ở trên thị trường. Tại sao điểm vào của chúng tôi luôn luôn đúng và tại sao chúng tôi dám chứng minh từ những tài khoản nhỏ đi lên giá trị lớn ở trên thị trường giao dịch Forex? Chỉ đơn giản một thứ rằng chúng tôi đã có cả quá trình chúng tôi trải nghiệm ở trên thị trường để chúng tôi có thể tạo được ra giá trị lợi nhuận cho bản thân mình, thì chúng tôi mới tự tin để gửi đến nhà đầu tư. Tại sao có rất là nhiều người trên thị trường này họ nói rằng họ giao dịch được, song thực tế ở trên thị trường giao dịch Forex không bao giờ các bạn thấy những cái kẻ đó chứng minh cho nhà đầu tư thấy rằng họ giao dịch được là như thế nào, hay là nhà chúng ta chỉ thấy những cái thành phần này trên thị trường giao dịch Forex họ nói rằng họ giao dịch được nhưng không có cơ sở để lấy ra làm chứng minh được là nhà họ có thể giao dịch được ở trên thị trường. Chúng tôi chia sẻ đến nhà đầu tư để nhà đầu tư hiểu rõ này. Thì đây cũng là ngày Noel rồi, thì hai thầy trò tôi cũng gửi lẫn nhà đầu tư lời chúc Noel năm 2018 vui vẻ hạnh phúc nhé. Những chị em phụ nữ nào thì sau ngày này thì bắt đầu chuẩn bị sinh thêm em bé thế nhé. Nó sẽ đào tạo Forex, xin chào nhà đầu tư. Mình đang ở Đà Nẵng nha anh em nhé. Ok, chào anh em. Cái lệnh này tối nay còn đi chơi này để còn sản xuất em bé nhé. Đó. Vui vẻ hạnh phúc nhé. Những chị em phụ nữ nào thì sau ngày này thì bắt đầu chuẩn bị sinh thêm em bé thế nhé. Nó sẽ đào tạo Forex, xin chào nhà đầu tư. Mình đang ở Đà Nẵng nha anh em nhé. Ok, chào anh em. Cái lệnh này tối nay còn đi chơi này để còn sản xuất em bé nhé.